Rồi, thân chào quý bạn. À, hôm nay David sẽ nói về một cái tin tức à, đúng lẽ ra là đã ra qua tối hôm qua. Tối hôm qua thì à, Tổng thống à, Biden đã nói trước à, Lưỡng viện Quốc hội về cái những gì ông muốn làm trong những cái phần tới. Là trong đó là có những cái những vụ mà tăng thuế và một trong cái chi tiết à, mà ông nói về đó là cái ten one change ten one change đó là cái một cái code để mình bên à, thuế nhưng mà áp dụng bên địa ốc thì David sẽ vô, vô cái chi tiết của cái proposal của ông Biden và nói cho quý bạn biết à, tại sao nó ảnh hưởng đến cái à, cái việc đầu tư bên à, địa ốc thì à, quý bạn nhớ theo dõi đến phút chót và để có thêm thông tin sau đó mình có thể áp dụng cho những cái việc đầu tư của mình nha thì à, Trong cái, à, theo cái theo cái à, tờ báo chí nó là Wall Street Journal là một trong những tòa à, tờ báo mà nó nó nổi tiếng về về tài chánh của bên nước Mỹ thì ông Biden nói là ông propose để close cái real estate uh, tax loophole cái cái tax loophole đó nó gọi là cái 1031 exchange uh, đó là thường thường nó áp dụng cho những cái người đầu tư bên địa ốc để đến với giải thích sơ về cái 1031 exchange trước khi mà mình vô cái chi tiết uh, 1031 exchange là người ta đã đổ đầu tư địa ốc thì sau một thời gian đầu tư họ có lời ví dụ như David nói là trong những thập niên uh, 60 một người họ mua một căn nhà lúc đó nó nhà có chỉ 55 60.000 đồng thì uh, đến 30 năm sau thì căn nhà đó đa số là họ đã trả off rồi thì bây giờ căn nhà đó hiện tại trên thị trường có thể là 700 800 ngàn thì nếu mà họ mang ra ngoài bán căn nhà đó đi thì họ trừ ra nó xây họ bán là 750 ngàn họ mua 50 ngàn thì họ, họ sẽ lời là 700 ngàn cắt tổ gain cái thuế đó họ có thể phải đóng thuế nhưng bởi vì cái 1031 1030 thì cái người đầu tư đó thay vì phải đóng thuế ngay lập tức họ có thể mua một à, căn nhà khác hoặc một cái chung cư khác lớn hơn và họ cái số tiền 700.000 lời đó họ tạm thời không phải đóng mà họ roll up to cái next investment thì những người nào biết đầu tư và biết tính toán nhất là được cái uh, sự uh, hỗ trợ của cái những người mà làm bên thuế hoặc là luật sư họ có thể dùng cái strategy đó cái technique đó để họ tránh thuế uh, tránh đóng thuế ngay lập tức uh, càng càng lâu càng tốt thì nhiều khi cái số tiền lời nó được pass uh, được đưa đến uh, đời con đời cháu mà bây giờ hiện tại thì những estate tax thì có thể nó dính đến là uh, 12 triệu hoặc là có thể là 24 triệu nếu mà cho vợ chồng uh, số tiền đó không phải là đóng thuế tax free nếu mà pass on cái estate tax bạn nào uh, cần uh, nghiên cứu thêm về cái phần đó thì có thể nói chuyện với một luật sư về 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 estate hoặc là người CPA của mình uh, trong cái uh, khuôn khổ của cái cái topic hôm nay David sẽ không nói về cái đó nha thì tại sao cái dự luật mà ông Biden đưa ra mình lại quan tâm đến cỡ này? Thì trong cái dự luật này, các bạn nghe thử ra trong này nha. President Biden's new economic plan would eliminate a tax break for many real estate owners that has enabled them to defer paying capital gains on property sales. Closing that tax loophole, which has existed since 1921, is part of his $1.9 trillion spending package for new social programs. The current law allows investors to defer paying tax on real estate gains if they reinvest the proceeds in other properties within six months of the sale. The deals are known as 1,031 exchanges, named for the section in the U.S. Tax Code. The Biden proposal would abolish 1,031 exchanges on real estate profits of more than $500,000. In theory, capital gains tax from these deals eventually gets paid, but on the advice of estate planners, many real estate investors continue to buy and sell properties this way until they die, passing the capital gains on to their heirs tax-free at debt. Mr. Biden seeks to close the debt loophole too by taxing capital gains on inherited assets. A s Congressional Tax Committee estimated that the 1031 tax break would save property investors more than 41 billion dollars between 2020 and 2024. Thì uh, David uh, chỉ muốn uh, dịch gọi một chút xíu thì cái 1031 này cái code 1031 này nó cái luật này đã có từ một ngàn, uh, năm 1921 và cái luật này đã giúp rất nhiều người đầu tư, nhất là những người đầu tư nói chung là đầu tư nhỏ à uh, họ có lời thì họ có thể roll up như cái đó họ không phải đóng thuế ngay thì chính vì vậy họ có thêm tiền để họ đầu tư bây giờ ông Biden ông ra một cái là ông nói là nếu mà người đầu tư mà lời trên 500 ngàn trên cái việc đầu tư địa ốc họ không được dùng cái ten one nữa thì cái này nó là một cái nó có một lại là shocking news cái, cái cái cái, tin nó hơi động trời so với giới đầu tư à, Tại sao có con, con số 500.000 thì quý bạn có thể hỏi là tại sao mình phải phải lo như vậy? Tại vì đâu phải là lúc nào mình cũng đưa với 500.000 như vậy đâu. À, không hẳn là vậy đâu. Ví dụ lúc đấy David đã đưa ra đó là nếu mà một người họ chỉ đơn giản thôi là họ đã mua một căn nhà đầu tư uh, 30 năm trước. 50.000 Bây giờ giá nhà tự động nó lên đến 50 000 800.000 Họ bán ra cái là họ có lời đến 750.000 theo cái tax code mới của ông Biden thì ông có thể là ông đang muốn đánh lên đến là 39.90 mấy phần trăm cộng thêm 4 phần trăm so charge thì có nghĩa là 700.000 họ đóng à họ lời họ phải đóng ra đến 44 phần trăm 44 phần trăm thì mất là mất trên 300.000 rồi một số tiền đó là số tiền quá lớn à, cộng thêm cái nữa là trong cái thị trường cái 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 thị trường hiện tại bây giờ đó à, cái người bình thường đi một căn nhà mua một căn nhà đã khó rồi thì bây giờ đó nếu mà cái ông Biden ông ra cái dự luật này và dự luật này được quốc hội thông qua thì những người đầu tư lớn lớn hơn nữa hồi trước họ ten one exchange để họ mua những cái những cái cái sản lớn hơn cái chung cư à, 1 triệu 2 triệu 5 triệu vài chục triệu là 4 căn, 10 căn, 20 căn gì đó. Thì nếu mà họ mua sau khi một cái luật này được 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 soạn thảo và và pass, họ mua những cái đó và trong tương lai 5 năm, 10 năm sau, cái số tiền họ đầu tư vô 5 triệu nó thành 6 triệu, thành 10 triệu thì lúc đó làm sao? Họ lại phải bán nha. Mà lúc đó bán ra không được dùng cái One này thì lúc đó họ đóng thuế quá nhiều. Đó. Thì cái người đầu tư họ luôn là khôn ngoan. Họ nói sẽ nói là trong trường hợp như này thì tôi sẽ phải làm sao? Thì cái dự luật này nhá nó sẽ theo David theo, theo cái này theo các cách nghĩ của David thôi nha. Cái dự luật này nếu mà David là một cái người đầu tư tương đối là lớn thì à, một cách mà David nghĩ là David sẽ thay vì mua một cái chung cư 5 triệu thì David sẽ chia ra không mua chung cư nữa dùng cái 5 triệu đó mua 10 căn nhà mỗi nhà 500 ngàn thì 10 căn mua 500 ngàn 5 năm sau chẳng hạn căn nhà của David từ 500 ngàn nó trở thành nó lời lên là thành, thành 700 ngàn thì lúc đó nếu mà David thay vì đồng cái là bán nhà luôn một cái chung cư 5 triệu thành 7 triệu như vậy thì David bán từng cái cái căn nhà nhỏ như vậy 500 ngàn thành 700 ngàn thì lúc đó David chỉ lời 200 ngàn thôi David vẫn được dùng cái 1031 exchange này đó nhưng mà cái khúc mẫu even khi mà David dùng cái cách đó để có thể nào để thay đổi hoặc là mitigate là mình tránh đi cái 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 trường hợp nó xảy ra thì trong cái thách code này họ chưa họ chưa xong cái thành luật họ có prevent đây biết là ô oh, nhưng mà David chỉ làm được như vậy trong một năm chỉ được một lần nếu mà David làm cho ba căn ba căn mỗi căn lời 200 ngàn tổng cộng là 600 ngàn có nghĩa là David không được xài cái cốt này nữa thì cũng lại bị thiệt hại nữa nha yeah. so uh, cái cái này sẽ là một cái nhức đầu cho những cái uh, chính người đầu tư và cũng là cái nhức đầu cho cái người 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 đi mua nhà à, như David nói là, là, nếu mà David thay vì là mua một cái chung cư lớn bây giờ David tẻ nhẹ ra nhỏ nha à, mua 10 căn như vậy thì có nghĩa là cái gì bây giờ đang nguyên cái thị trường bây giờ cái người mua nhà đã khó bây giờ đây những người đầu tư lớn như David hoặc là những người khác bây giờ mình đổi chiến thuật thay vì mua chung cư mình đổi qua mình mua nhà nhỏ thì có nghĩa là chạy thêm một mình đây viết lại phải đi ra ngoài mua thêm 10 căn nữa nhà đang thiếu bây giờ một đám một số lượng lớn người đầu tư lớn có nhiều vốn lại nhảy ra cạnh tranh với cái người thường để mua những căn nhà căn nhà nhà, nhà biệt lập hoặc là condo hay là townhouse thì bạn nghĩ như vậy cái thị trường uh, single family condo townhouse đó, cái 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 mức cung và cầu nó sẽ lại bị 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 thay đổi. Nhiều người muốn mua những cái đó quá, giá trị nó lại tăng lên, cái competition của cái đó nó lại quá cao. Thì cái người mua để ở Thì lúc đó sẽ rất là còn rất là khó. nhá. Yeah. So uh, David không biết là nghĩ bạn quý bạn nghĩ sao về cái trường hợp này thì uh, nhưng mà David muốn chia sẻ quý bạn là cái tin tức nó đã là xảy ra là như vậy. Và bây giờ nếu mà quý bạn nào có những uh, cái cách suy nghĩ hoặc có một cái chiến thuật nào mà hay thì uh, david cũng muốn uh, quý bạn uh, comment uh, dưới phần dưới để mọi người cùng biết về cái này và cùng nhau uh, vượt qua những cái khó khăn thì uh, như david nói là trong cái 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 environment cái môi trường đầu tư hiện tại bây giờ uh, thuế có chiều hướng lên quá nhiều mà bây giờ luật lệ lại còn thắt chặt nhiều thêm cho việc đầu tư như này đó thì thấy cho là cái người đầu tư uh, trên con mắt của người đầu tư uh, David thấy nó khó khăn uh, và mình cần phải uh, có những kế hoạch mà sáng suốt hơn. Cho nên uh, David chia sẻ như vậy. Quý bạn nào có idea, có cách nào nhớ uh, chia sẻ lại cho David và những cái bạn khác uh, biết nha. Uh, hy vọng là các bạn có thêm có những gì để, để suy nghĩ thêm trong trong cái clip này và chúc các bạn là luôn uh, có những cái may mắn trong việc đầu tư của mình hoặc là mua nhà hoặc là đầu tư đất hoặc là đầu tư chứng khoán gì mình nên luôn luôn học hỏi lẫn nhau để mình cùng nói ra là cùng, cùng 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 nhau tiến lên nha đây uh, biết uh, chào quý bạn và hẹn uh, quý bạn trong video tới